Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo quy định tại Thông tư 28 của Bộ Công an, từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước sẽ được đăng ký xe trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia. Thông tư 28 năm 2024 được Bộ Công an ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2024, sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 32 năm 2023 của Bộ Công an ngày 1 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Cảnh sát Giao thông. Thông tư số 24 năm 2023 của Bộ Công an ngày 1 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Tại khoản 1 điều 2 Thông tư 28 năm 2024 của Bộ Công an sửa đổi khoản 10 điều 3 Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an có quy định việc kê khai đăng ký xe được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, sau đây gọi chung là cổng dịch vụ công, hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia. Trường hợp thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước hoặc kê khai làm thủ tục trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe. Đối với công dân Việt Nam thì được thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Trường hợp này, chủ xe kê khai đăng ký xe trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia. Khoản 3 điều 2 Thông tư 28 sửa đổi khoản 2 điều 6 Thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra đối với xe đăng ký lần đầu, trừ trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước. Đăng ký sang tên, di chuyển xe, cải tạo, thay đổi màu sơn, trường hợp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng hoặc bị mất, chủ xe phải khai báo và làm thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, sau đây gọi chung là cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, sau đây gọi chung là cấp lại, theo quy định. Khoản 4 điều 2 Thông tư 28 bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 điều 6 Thông tư 24 năm 2023 về trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước, chủ xe kê khai, nộp hồ sơ, chụp ảnh của xe, chụp từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, đảm bảo nhìn rõ kiểu dáng xe, qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia và phải gửi phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng có dán bản trà số máy, số khung của xe do cơ sở sản xuất xe cung cấp được đóng dấu ráp lại cho cơ quan đăng ký xe khi nhận kết quả. Như vậy, theo quy định này, thì đối với trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước thì sẽ được đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an, gọi chung là cổng dịch vụ công, hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia mà không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe. Trình tự, thủ tục thực hiện. Thông tư 28 năm 2024 của Bộ Công an đã bổ sung về trường hợp công dân Việt Nam thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia thực hiện như sau. 1. Chủ xe thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 9 thông tư này, không phải đưa xe đến cơ quan đăng ký xe, đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Khi nhận chứng nhận đăng ký xe, biển số xe, chủ xe gửi cho cơ quan đăng ký xe phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, có dán bản trà số máy, số khung của xe, đóng dấu ráp lại của cơ sở sản xuất qua dịch vụ bưu chính công ích. Trường hợp chủ xe không nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, có dán bản trà số máy số khung của xe, đóng dấu ráp lại của cơ sở sản xuất hoặc thông tin bản trà số máy số khung cung cấp không đúng với thông tin đã kê khai, thì chủ xe phải mang xe đến cơ quan đăng ký xe để trà số máy số khung và nhận kết quả đăng ký xe. 2. Chủ xe thực hiện bấm biển số trên cổng dịch vụ công hoặc trên ứng dụng định danh quốc gia theo quy định tại khoản 2 điều 12 thông tư này. 3. Cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia thông báo biển số xe được cấp và hướng dẫn nộp tiền lệ phí đăng ký xe qua tin nhắn điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử hoặc thông báo trên ứng dụng định danh quốc gia để chủ xe nộp tiền qua tiện ích thanh toán được tích hợp trên cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia. 4. Sau khi thanh toán thành công lệ phí đăng ký xe, cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia thông báo cho chủ xe việc hoàn thành nộp lệ phí. 5. Cán bộ đăng ký xe thực hiện tiếp nhận, kiểm tra, hiệu chỉnh dữ liệu đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình từ cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia chuyển về hệ thống đăng ký quản lý xe, không phải thực hiện, kiểm tra thực tế xe, trả số máy, số khung của xe, chụp ảnh xe theo quy định về quy trình nghiệp vụ đăng ký xe, in giấy khai đăng ký xe, chứng nhận đăng ký xe,
trình lãnh đạo cấp có thẩm quyền duyệt ký hồ sơ xe, chứng nhận đăng ký xe, sổ đăng ký xe và các giấy tờ liên quan, đóng dấu hồ sơ xe, ký số chứng nhận đăng ký xe để trả kết quả đăng ký xe về cổng dịch vụ công, ứng dụng định danh quốc gia theo quy định, trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe qua dịch vụ bưu chính công ích. 6. Cán bộ đăng ký xe nhận phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, có dán bản trà số máy số khung của xe, đóng dấu giáp lai của cơ sở sản xuất để kiểm tra đối chiếu với dữ liệu trên hệ thống đăng ký, quản lý xe, ký xác nhận đã kiểm tra, đối chiếu lên bản trà số máy số khung của xe để lưu vào hồ sơ đăng ký xe, quét bản trà số máy số khung của xe, bản trà số máy số khung dán trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và tải lên hệ thống đăng ký quản lý xe. Thông tư 28 năm 2024 của Bộ Công an có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trừ điều 2 thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Để thực hiện thông tư 28, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sĩ làm công tác đăng ký xe. Trung tá Phạm Ngọc Thành, đội trưởng đội đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi tập huấn, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã nắm vững nội dung thông tư và sử dụng thành thạo phần mềm đăng ký xe trên máy tính, đồng thời phối hợp với bưu điện để trả chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho chủ xe thông qua dịch vụ bưu chính. Thiếu tá Phùng Tiến Dũng, cán bộ đội đăng ký và quản lý phương tiện cho biết, thông tư mới tạo điều kiện thuận lợi rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân khi đăng ký phương tiện. Chủ xe không cần phải đến cơ quan công an vẫn có thể đăng ký xe thành công, nhận kết quả tại nhà. Chủ xe cần đăng nhập ứng dụng VNEID, kê khai chính xác, đầy đủ, trung thực nội dung quy định trong mẫu giấy khai đăng ký xe và tải ảnh chụp xe từ phía trước đầu xe theo góc 45 độ, đảm bảo nhìn rõ kiểu dáng xe. Sau đó, chủ xe bấm biển số trên ứng dụng này. Theo đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp tổ chức tuyên truyền, đồng thời tạo mã QR để người dân truy cập, thực hiện theo hướng dẫn trình tự thủ tục đăng ký xe đã được tích hợp. Thưa quý vị, cố thủ chờ chính phủ ban hành chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ nên một số chủ xe đã cố tình chậm đăng ký xe. Vậy hành vi này có bị xử phạt hay không? Theo dự thảo nghị định giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước, mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định 10 năm 2022 của chính phủ về lệ phí trước bạ. Từ ngày 1 tháng 2 năm 2025 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Nghị định 10 năm 2022 của Chính phủ, các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. Dự kiến nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2025. Tuy nhiên, tại tờ trình mới nhất gửi Chính phủ trong tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính đề xuất phương án cân nhắc không giảm lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước. Nguyên nhân là do nhiều bộ ngành lo ngại việc giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước sẽ vi phạm cam kết quốc tế. Hiện thông tin chưa được ngã ngũ khiến cả người bán và người mua lâm vào cảnh giờ khóc giờ cười, bán tín bán nghi nên không ít chủ xe đã mua ô tô mới nhưng không thực hiện đăng ký ngay mà chờ đến đầu tháng 8 mới làm thủ tục để được giảm lệ phí trước bạ. Điểm B và điểm C khoản 4 điều 6 thông tư 24 năm 2023 của Bộ Công an quy định về thời hạn đăng ký xe như sau. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn trên mà chủ xe không làm thủ tục thu hồi hoặc giao giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sở hữu xe làm thủ tục thu hồi, thì trước khi giải quyết, cơ quan đăng ký xe ra quyết định xử phạt đối với chủ xe về hành vi không làm thủ tục thu hồi theo quy định. Trường hợp chủ xe không làm thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó nếu có. Sau khi chủ xe làm thủ tục thu hồi, tổ chức cá nhân chuyển quyền sở hữu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định. Như vậy, pháp luật không quy định cụ thể về thời gian bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký xe sau khi mua xe mới, nhưng để tránh những rắc rối không đáng có và có thể thuận lợi hơn trong việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông, sau khi mua xe mới, người mua nên làm thủ tục đăng ký xe trong thời gian sớm nhất có thể. Tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, ngày 30 tháng 12 năm 2019, có quy định các mức xử phạt đối với hành vi này như sau. Đối với người điều khiển phương tiện, phạt tiền từ 2 triệu đến 3 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, bao gồm cả rơ móc hoặc semi rơ móc được kéo theo, và các loại xe tương tự, xe ô tô không gắn biển số đối với loại xe có quy định phải gắn biển số, theo điểm B khoản 4 điều 16, bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện, các loại xe tương tự xe mô tô,
và các loại xe tương tự xe gắn máy không gắn biển số đối với loại xe có quy định phải gắn biển số, điểm C khoản 2 điều 17. Phạt tiền từ 1 triệu đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển máy kéo kể cả rơ móc được kéo theo, xe máy chuyên dùng không gắn biển số đối với loại xe có quy định phải gắn biển số, theo điểm D khoản 2 điều 19, bị tạm giữ phương tiện 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe thô sơ không gắn biển số, đối với loại xe có quy định phải đăng ký và gắn biển số, theo khoản 1 điều 18. Đối với chủ phương tiện, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1 triệu 600.000 đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô đưa phương tiện không gắn biển số, đối với loại xe có quy định phải gắn biển số, tham gia giao thông, bị tạm giữ phương tiện đến 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 triệu đồng đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô bị tạm giữ phương tiện 7 ngày trước khi ra quyết định xử phạt. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gắn biển số nước ngoài, không gắn biển tạm thời, nếu có quy định phải gắn biển số tạm thời. Như vậy, trường hợp không thực hiện đăng ký xe ô tô sau khi thực hiện các giao dịch mua bán, được tặng cho, phân bổ, điều chuyển hoặc thừa kế, người mua xe có thể bị phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 đến 8 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe ô tô, máy kéo, xe chuyên dùng và các loại xe tương tự xe ô tô, không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.